Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu quý 3, các đảng bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và đến nay nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Tổ chức cơ sở đảng ở khu dân cư là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chính vì vậy, vào mỗi kỳ đại hội chi bộ, công tác nhân sự cho cấp ủy khóa mới được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng hiện có 3.141 chi bộ trực thuộc, trong đó có 1.200 chi bộ tổ dân phố, thôn, chiếm khoảng 38,2%. Qua khảo sát, bí thư chi bộ trong độ tuổi từ 61 đến 70 chiếm phần lớn với 709 người, độ tuổi từ 71 trở lên có 102 người. Thì ban tổ chức cũng đã có cái định hướng và hướng dẫn cho các đảng bộ là thống nhất cái việc lựa chọn nhân sự ngồi đảm bảo theo tiêu chuẩn chung. Thì các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới, đặc biệt là nhân sự bí thư cấp ủy thì phải đảm bảo cả về độ tuổi, ví dụ như là chi bộ khu dân cư thì đồng chí bí thư chi bộ là không quá 70 tuổi. Trừ những nơi khó khăn, trường hợp đặc biệt thì đảng ủy xã phường phải xin ý kiến trực tiếp của ban thường vụ cấp ủy quận huyện. Theo ban thường vụ huyện ủy Hòa Vang, toàn đảng bộ hiện có 113 chi bộ thôn. Đối với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, yêu cầu phải lựa chọn người bảo đảm về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, số lượng hợp lý. Trong đó, bí thư, phó bí thư chi bộ phải là người có năng lực, uy tín, tâm huyết, phấn đấu trẻ hóa về độ tuổi so với nhiệm kỳ trước, đồng thời phấn đấu ít nhất 50% số thôn thực hiện chủ trương bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn. Chủ trương này hết sức là đúng đắn, tại vì khi mà đồng chí bí thư chi bộ mà tiếp nhận được những chủ trương, cái chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và kiêm luôn cái trưởng thôn ấy, thì cái việc triển khai là hết sức thuận lợi, đặc biệt là cái sự đồng thuận của cấp ủy, cái sự lãnh đạo này thì xuyên suốt chứ không có một cái vướng mắc nào hết. Theo hướng dẫn của ban tổ chức thành ủy, từ đầu quý 3 năm 2022, các chi bộ cơ sở đã tổ chức đại hội một cách chu đáo, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của mỗi chi bộ và người dân ở khu dân cư. Hạt nhân chính trị ở cơ sở đã được lựa chọn với sứ mệnh tiếp tục là cầu nối, tạo chuyển biến mới ở từng khu dân cư. Thông qua cái đại hội hôm nay thì chúng tôi thấy là sẽ có một cái sự khởi sắc trong các hoạt động sắp tới, tạo sự đồng thuận từ cấp ủy đến đảng viên, đến các cái trưởng phó ban tổ dân phố và sẽ dĩ nhiên là triển khai đến nhân dân. Trên nền tảng của việc thực hiện tất cả các hoạt động của khu dân cư trong thời gian tới sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Hơn ai hết, những đảng viên được lựa chọn vào cấp ủy chi bộ khu dân cư qua mỗi kỳ đại hội chính là những hạt nhân, là cầu nối để chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước đến với mỗi người dân và lan tỏa bám rễ vào thực tế cuộc sống. Tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng ngay từ mỗi khu dân cư là nền tảng cơ bản, quan trọng để huy động sức mạnh đồng thuận ý đảng lòng dân, tạo tiền đề để thành phố không ngừng phát triển.